ở Mỹ này sống giống như Em là nghĩ là ở bên Mỹ cuộc sống nó khắc nghiệt quá, xong là cái thời gian nó tạo áp lực cho chính người dân, thậm chí là những người hàng xóm không có cơ hội để gặp nhau, chứ đừng nói là chính quyền giúp đỡ người dân, những người bị không có vào tù tái hòa nhập cộng đồng như ở Việt Nam. ở bên đây á, cái cuộc sống nó sống tự lập giá nó tự lập thì hay lắm. Mấy đứa nhỏ tự lập thì cũng cái tự lập đó nó cũng có cái tốt mà cũng có cái xấu. Ví dụ như cái xấu á, là có nhiều đứa nhỏ nó tự lập, nó nghĩ nó được, cái nó bỏ nhà nó đi rất là sớm đó. Rồi cha mẹ thì cứ nuôi con, cái tụi Mỹ còn nhỏ đó thì nó rất là thương con nó, khi nó mới sanh đứa con ra nó thương lắm. Nhưng mà khi mà lớn lên á, nó nói chuyện với mình, nó nói tao không thể nào chờ con tao nó được 18 tuổi. Hỏi chi vậy? Được 18 tuổi nó học xong lớp 12 cái tao đá nó ra khỏi nhà. Nó lúc nào nó cũng suy nghĩ cho riêng bản thân nó là nhiều. Cái dân Mỹ nó vậy. Còn mình á, mình nuôi con mình á, mình nói mẹ nó tới khi nó lấy vợ lấy chồng, nó sanh con đẻ cái, mình cũng vẫn muốn nó ở chung với mình nữa, mình không có muốn nó đi. Vì thế mình nói đúng không? Cái người Việt Nam mình Đúng đa ạ. số là vậy. Khi mà mình sanh con đẻ cái ra rồi, mình cũng vẫn muốn nó ở nhà mình, lúc nào mình cũng tìm mọi cách mình bao bọc tụi nó. Còn tụi Mỹ nó không phải như vậy. Sanh con đẻ cái ra mười mấy tuổi thôi là tìm đường nó đá con nó ra, đứa nào mình dọn ra ngoài càng sớm thì nó càng mừng đó. Cái đám cái kiểu Mỹ ở đây là nó như vậy. Còn cái kiểu rồi xong rồi ra ngoài tự lập tự sống tự bươn tự chải, mày làm cái gì sai trái mày chịu, coi như là trách nhiệm là xong. Còn vợ chồng sống với nhau á, chạy vô quá thằng gặp con nhỏ bạn nó nói mình, nó nói ê mày có biết không, tao với chồng tao sống với nhau 10 năm rồi đó. Quá tao không thể nào ngờ được tụi tao sống nhau 10 năm rồi đó. giống như là cái 10 năm đó nó sống với nhau là một cái vĩ đại không ai làm được vậy, phải không? Rồi có nhiều ông già bà già 50 60 tuổi vậy, có con có cháu vậy. Thôi giờ tụi tao sống vậy đủ rồi, thôi mình chia tay đi, ly dị, để còn lại cuộc đời sau tao tao tự do tự tác tao quậy đó. Nó là vậy. Bởi vậy tại sao mà dân Mỹ nó ly dị, nó coi cái tình cảm nó nhẹ như là một miếng bông gòn vậy thôi. Tiền, tiền là trên hết, tiền 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 và tiền, giống như là chính phủ vậy, quyền lợi và quyền lợi. Thằng nào xung quanh kệ mẹ mày, tao lợi dụng được là tao làm, còn không lợi dụng được tao đạp tao đi. Dạ, chỉ vậy thôi. Bây giờ gia đình nhà mình hay là gì gì đó, mình nói thiệt với chứ mà thí dụ như tụi mình làm ăn mà thất bại có một cái gì đi nữa hả? Đâu mà thí dụ như kiểu như Việt Nam đi đi vòng vòng mượn tiền, quá căng lắm, không đơn giản đâu. Mượn tiền không ai có đó, mình phải tự thủ, mình phải tự thủ. Tụi mình thí dụ như năm vừa rồi đó, làm ăn khó khăn rồi này kia là cũng nhờ thí dụ như mình làm ăn từ xưa giờ vốn liếng mình để dành, mình cũng tự thủ này kia kia nọ thì mình mới sống được đó. Chứ còn lơ tơ mơ là chết, lơ tơ mơ là tiêu liền chứ không đơn giản đâu. Tư bản mà tiền là trên hết. Bây giờ á, đi ra ngoài cảm thấy làm được thì làm không được coi như là thôi đừng làm, mất công vài bữa nữa quá giác nợ đầy đầu nữa là khổ. Thôi nghiên cứu tìm cách về Việt Nam đi, đưa vợ Ôi con đi. về về chứ sống về, mấy đứa nhỏ mình nè đứa nào cũng đòi về hết nè. Ô mấy đứa con của mình nó nói bây giờ mình lôi mấy đứa con mình ra mà nó nói chuyện Vi nghe không đã nữa thôi. Nó giải thích tư bản là làm sao, xã hội chủ nghĩa là làm sao. Mấy con nhỏ gái mình nó còn đi, nó đòi bay về mấy cái nước ở bên châu Á nó học đại học nữa đó. Thôi học ở bên Mỹ là về về Việt Nam được nghe em, nhưng Ừ mà vậy tình á hình chứ dịch bệnh cái này là chưa khống chế được, căng căng đấy nhá. ở nhà mình coi như là trong gia đình mình là đều có quốc tịch Việt Nam hết, có passport Việt Nam đồ đầy đủ hết, cho nên bây giờ nói thẳng ra một câu là tụi mình ở đây là những cái công ăn việc làm của mình làm từ xưa giờ bắt đầu mình cũng gom 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 lại, mình cũng giảm giảm lại từ từ, rồi mình cũng chờ cho mấy đứa nhỏ nó học xong ra trường hết cái là bắt đầu mình kéo hết về Việt Nam, mà mình có mua nhà mua cửa Việt Nam lâu lắm rồi. Có đầu tư bất động sản hay kinh doanh cái gì không đó? Có
Thế tốt rồi. Có hết rồi. Không, Coi không như ở bên Mỹ ngạt lắm, bây giờ hè nước ngoài cũng ngột ngạt lắm. để mình nói sơn cái này nữa nè, ở bên Mỹ bây giờ á, mình nói thiệt nó không ok. Vi công nhận không, những năm thí dụ gì mình nói những năm 80 90 đồ này kia thì cuộc sống nó còn bên Mỹ, những cái nước xung quanh nó còn nghèo thì cuộc sống bên Mỹ thì lúc đó nó ngon. Cái thời đại bây giờ á không phải là Mỹ nữa, chẳng hạn như là hồi thế kỷ thứ 18 19 á là của châu Âu, thế kỷ thứ Đúng. 20 á là của Mỹ, đùng thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á. Bây giờ vì thấy không, những nước ở châu Á nó phát triển kinh khủng. Thấy Trung Quốc không, có ai ngờ là bây giờ thằng Trung Quốc nó nằm sát Mỹ không? Thằng Mỹ bây giờ dấp một cái thôi là thằng Trung Quốc nó qua mặt cái dù. Mà thằng Trung Quốc nó lên thì mấy nước thằng Trung Quốc nó đang đứng sát nút thằng Mỹ luôn, nó đứng sát ở đằng sau. Bởi vậy tại sao thằng Mỹ nó không dám đóng cửa? Bây giờ nó nói bằng giá nào, thằng thống đốc của tiểu bang Texas mình nè, nó nói bằng giá nào cũng phải bà con cũng phải ra đường đi làm, đi làm, đi làm, không có ai được nghỉ, đừng có mong tới cái ngày nghỉ. Tại vì nghỉ một cái là kinh tế nó rớt, kinh tế rớt là chết liền. Thằng Mỹ nó vậy đó, kinh tế rớt một cái là tan nát xí quách hết luôn. Có thấy không, bình thường dân chúng chạy xe thấy xe hơi xế đẹp đồ không à, nhưng mà thiệt chiếc xe nó chỉ là cái phương tiện thôi. Ở bên đây người ta chạy chiếc xe hơi cũng giống như là ở Việt Nam mình ngồi chiếc xe tay ga, chiếc xe xe quay chạy bình thường thôi, chứ không có cái gì mà ghê gớm hết á. Tại vì bây giờ hỏi Vi chứ mùa đông lạnh thấy bố luôn, chạy xe Honda sao chịu nổi đó, cho nên rất là bình thường đó. Nhiều người quá ngồi lên chiếc xe hay là cái gì gì đó khoe khoang hay này kia, đối với mình thì mình nói chả có cái gì hay cả, cái đó là cái chuyện phương tiện bình thường. Nhưng mà tới chừng á mà cái kinh tế mà nó bị rục rịch tí xíu, Vi thấy không, không phải là tới bây giờ đâu mà đã lâu lâu lắm rồi, từ hồi tháng 4 tháng 5 rồi bà con đã sắp hàng đi xin đồ ăn vô tận. Đừng nói cái Nói vụ đến mà quả, anh nhớ hôm trước em hỏi anh mà hôm nào có thời gian mới nói cái vụ ở nước Mỹ bây giờ người dân thiếu ăn, và người ta thống kê đài CNN nó điều tra nó nói rằng là đến khoảng tháng 6 năm 2021 trên 50 triệu người dân nước Mỹ thiếu ăn, đói ăn là thế nào? thì cái đó thì mình không có dám chắc chắn 100%, nhưng mà với cái tình trạng mà kinh tế nó rớt như thế này thì có thể. Bây giờ nói thiệt chứ bây giờ ra ngoài làm giống như hết mấy bạn bè mình đi làm vậy, mình cũng vậy đi làm, nói chung là thật sự mà nói bây giờ làm bao nhiêu là xài nhiêu thôi, chứ còn dư đâu có dư nữa đâu. Bây giờ là phải gói ghém, ví dụ cái gia đình thằng nào sống còn hay sống còn thì hay cái chỗ gói ghém dành dụm thôi. Ví dụ như hồi xưa đi làm 1.000 đô xài 500 đô, còn 500 đô hay là xài 600 700, còn 200 300 400 gì để dành bỏ túi. Bây giờ cái chuyện đó không có nữa, xài một ngàn làm được ngàn là không còn làm ngàn nữa, tại vì bây giờ kinh tế nó thẳng ra bây giờ nó rớt. Tụi mình làm này nó rớt bây giờ chỉ rớt 50% luôn, có nhiều khi còn hơn 50% nữa, có nhiều khi bây giờ mình phải móc tiền túi mình ra để mình lắp vô mấy cái lỗ đó nữa đó. Mình nói thiệt, mỗi một mỗi trong cái gia đình nhà mình đó là bao nhiêu tháng nay á là mình phải bù lỗ móc vô để đắp 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 vô đó, chứ không có dư, không có còn dư giống như hồi xưa nữa đó. Bây giờ rất là khó khăn, mà cái đó là người Việt mình thôi nha, chứ còn người Mỹ á họ không có phải như vậy. Người Mỹ họ sống á, nó làm một tháng 10 ngàn nó xài cũng hết, mà nó làm cỡ nào là nó xài, cái mức xài nó tăng lên, mà tới chừng mà nó rớt xuống một cái á là bắt đầu nó hò hét, nó la làng, nó chết đói. Vừa rồi ở Dallas ở trên đây nè, rồi vòng vòng ở mấy cái thành phố lớn ở Houston đồ, nhiều cái thành phố lớn nè nó cho đồ ăn mà miễn phí á, nó xếp hàng từ trong thành phố ra tới đường cao tốc luôn. Chắc ở Việt Nam có coi, nó xếp hàng mấy chục cây số luôn mà chạy tới coi như bỏ nguyên một ngày sáng sớm tới đó xếp hàng, rồi chi để được một hai món ăn hay là một cái gì đó nhiêu đó thôi là vui mừng quá vẫy tay tay rồi. Thấy chưa, cái người Mỹ thấy như bề ngoài vậy chứ bên trong nó chả có mẹ gì đó.
Thế cả cả bây giờ lan sang cả bên châu Âu rồi anh ạ. Châu Âu cũng thê thảm lắm, châu Âu còn chết nữa, châu Âu là nó còn đắt đỏ hơn bên Mỹ luôn. Có mua đồ chai gì không? Châu Âu nó còn đắt đỏ hơn bên Mỹ luôn, sống nó còn cao hơn bên Mỹ luôn. Bên Mỹ có nhiều chỗ nó còn đỡ đỡ chứ còn bên châu Âu là thê thảm. Thế là khoảng đầu năm nay em nghĩ là đến hết quý 1 năm 2021 là nền kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt nước Mỹ. Như vậy Có thể đó. mà chắc chắn luôn đấy, không phải là có thể đâu, bởi vì Trung Quốc ổn định, kinh tế nó vẫn phát triển bình thường, dịch bệnh nó khống chế được. Mà Mỹ, nước Mỹ là sai lầm ở chỗ này này, sợ đóng cửa cái một số tiểu bang hoặc là đóng cửa nước Mỹ là cái kinh tế nó sụt giảm suy thoái trong cái thời gian đầu. Ngay cả Việt Nam đầu tiên cũng nghĩ là nếu mà đóng cửa kinh tế, đóng cửa tất cả mọi thứ trong vòng một thời gian đầu, khống chế dịch bệnh bệnh ấy, sẽ ảnh hưởng kinh tế. Cái đấy có ảnh hưởng, em công nhận là có ảnh hưởng một chút, nhưng mà khống chế được dịch bệnh ấy thì cái kinh tế nó lại tiếp tục từ 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 tăng trưởng. Mà nước Mỹ với nhiều nước ở châu Âu nó sai lầm là sai lầm ở chỗ không cho đóng cửa ngay từ đầu, nó nghĩ là đóng cửa là nền kinh tế sụp đổ ngay. Đúng. Nhưng cái đấy là tạm thời, nó làm cái nền kinh tế nó chứng lại, không phải là sụp đổ. Tính làm như vậy bây giờ dịch bệnh cũng tràn lan nên kinh tế nó mới sụp đổ. Hiện tại em tính ấy, nước Mỹ bây giờ là giá cả đắt đỏ, lương thực thực phẩm thiếu, nhiều người thất nghiệp không có tiền mua lương thực thực phẩm, nhiều người bị đuổi ra khỏi nhà, thì cái đấy có phải là cái chết không? Nhưng mà có một cái nó ác, có một cái như vậy nữa nè. Những người mà họ họ làm giống như họ mướn mặt bằng để họ mở tiệm này tiệm kia làm ăn á, cái tụi mà chủ đất á nó không giảm giá, nó không xuống nha, nó vẫn giữ bình thường, nó vẫn giữ bình thường, tại vì nó xuống nó cũng chết thì sao. Nó cái thằng chủ đất đó nó cũng mượn tiền ngân hàng, nó cũng trả trả góp, nó mượn tiền ngân hàng để nó mua một cái dãy phố đó rồi nó cho người ta mướn lại. Mà bây giờ mà nó giảm cho hết, thí dụ như nó giảm một người một cái dãy phố đó, thí dụ như có năm bảy hay là 10 cái tiệm hay là mười mấy cái tiệm người ta vô, người ta mướn để người ta mở tóc tai nail nít hay là buôn bán cái gì gì đó, mà bây giờ nó giảm cho một người thì nó phải giảm hết cho mấy người kia chứ đâu phải mà giảm thằng này không giảm thằng kia nó quậy thì sao. Thì đó, nó giảm thì nó cũng chết, tiền đâu để nó trả lại cho ngân hàng, cái số một. Cái số hai là nó thuế nhà nước vẫn đập bình thường chứ thuế nó đâu có giảm. Rồi, đó, Mà Vi biết giảm, Vi biết thuế bất động sản là như thế nào ở bên đây rồi, rất là cao, cho nên cái thuế cũng vẫn là cái number one, cái số một của Mỹ mà dân chúng luôn xù bù nhất. Cái nhà của mình á, trị giá hồi đó mình mua á có 200.000 à, mà cái thuế mình đóng mỗi một một năm á, mình đóng 6.000 mấy cho một năm, 6.000 mấy đô, 200 thấy ngàn không. thấu Là cái khu của mình á, là cái thuế nó còn rẻ nha, cái khu mình nó còn chỉ có là 2.8 hay cái gì thôi, 2.8% thôi, chưa tới 3. gần 3%, 3%, nếu mà Cũng một gần ba phần năm trăm đó. 2,8 một năm. Còn những cái khu khác á nó ngộ lắm, khu bên này thuế khác, băng qua con đường bên kia là thuế khác. Mà có mấy cái khu nhà của mấy người quen của mình quen nè, 3.8, 3.4, 3.6, mà mua một căn Rồi. nhà 300-400 ngàn, trời ơi, cứ tháng nào cũng lòi phải có 1.000 mấy đóng tiền thuế, tháng nào cũng như tháng ấy. Mà thử hỏi Vi nè, ôm cái căn nhà đó sáng hai mấy đứa con đi học, hai chồng mỗi đứa lên xe phóng đi nơi đi làm để căn nhà nằm ở nhà y một mình cho tới chiều tối bắt đầu mới về, về gặp nhau lên lay quay bữa cơm lên ngồi táp qua táp lại, xong ngồi coi tin tức tí xíu rồi mạnh đứa nào nấy chui lên phòng lại nằm ngủ, mở mắt ra tiếp tục cứ cảnh đó quanh năm suốt tháng hoài, Bà mình thấy nằm không. bằng cái nhà rồi.
làm bao nhiêu tiền đổ vô thuế hết, đổ vô cái nhà hết. Cái đó là mình không có nói cái tiền mà mượn, mượn tiền trả tiền nhà. Mượn tiền á thì phải đi làm để trả tiền nhà. Cái số 1, cái số 2 nữa là phải trả tới thuế. Cho nên bởi vậy bây giờ ta nói bằng giá nào, bệnh cỡ nào cũng phải ráng đi làm, chứ nghỉ làm nó bị hụt sao. Thảo nào cái đám chống cuộc cực đoan ở bên kia nó nói vậy là Việt Nam đủ thứ thuế hầm và lằn. Thuế chồng lên thuế làm cho người dân nghẹt thở vì thuế. Hóa ra là nó suy từ chính phủ Mỹ sang người dân Việt Nam mà em á. Nếu mà em có ngôi nhà như anh rộng như vậy ở bên anh như ở ở nước Mỹ ấy, chỉ có chết thì tiền thuế thôi. Nó rơi bây vào giờ... khoảng thế nào chiều rộng thì nó vào khoảng 14 mét, còn chiều dài nó 27-28 mét. Còn tính sân thứ không tính người ở trên tiền thuế thôi, nhưng không ở được. Em cũng đi nghĩ rất quá là em không nghĩ sống.